Thông tin lúc đầu được biết, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam đã ra kết luận, ông Nguyễn Đức Cường không thực hiện nghiêm kết luận số 105 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm, có thể hiện đối phó, ngụy biện trong việc thực hiện công văn của Ban tổ chức tỉnh ủy. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Cường đã vi phạm quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trước những vi phạm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức